Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục nhật ký cuộc sống. Chuyên mục mang đến những kiến thức thú vị về cuộc sống, những câu nói hay, những triết lý đầy ý nghĩa. Chúc quý vị có được những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính trong chương trình. Nam danh ca qua đời sau 2 tuần mắc Covid-19, người hâm mộ để lại nhiều bình luận tiếc nuối. Ngày 19 tháng 12, danh ca Carlos Marin, một trong bốn mảnh ghép hoàn hảo của nhóm Teal Divo, được xác định đã không qua khỏi sau hai tuần mắc COVID-19, chia sẻ trên Twitter các thành viên khác của nhóm nhạc Teal Divo gồm David Miller, Sebastian Aizambra và Jules Berele đăng tải: "Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi thật đau lòng khi thông báo Carlos Marin, người bạn và cộng sự tuyệt vời của chúng tôi, đã qua đời. Anh ấy sẽ luôn tồn tại trong tâm trí của gia đình, bạn bè và người hâm mộ." sẽ không bao giờ có một giọng hát và tâm hồn nào khác giống như Carlos. Trong 17 năm qua, bốn người chúng tôi đã từng cùng nhau trải qua chuyến hành trình tuyệt vời cùng Two Divo. Chúng tôi sẽ luôn nhớ người bạn thân yêu của mình. Tháng 12, Carlos Marin cùng Two Divo có chuyến lưu diễn tại Anh. Tuy nhiên, cả nhóm phải hủy bỏ lịch trình vì Carlos Marin bị ốm và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch từ ngày 16 tháng 12. Trên tờ The Guardian đưa tin, Bác sĩ đặt nội khí quản cho Carlos sau khi anh ấy được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt ở Manchester. Sau khi anh ấy được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ở Manchester, hiện nguyên nhân cho sự ra đi của nam danh ca chưa được nêu rõ. Tuy vậy, một nguồn tin khác tại Anh như Independent, Mirror cho biết nam ca sĩ mắc COVID-19 trước khi qua đời. Sự ra đi đột ngột của Carlos Marin khiến người yêu âm nhạc trên toàn thế giới bàn hoàng và thương tiếc. Trên Twitter, người hâm mộ chia sẻ lại những khoảng cách đáng nhớ trong sự nghiệp của danh ca người Tây Ban Nha. Carlos Marin Manchero sinh năm 1968 tại Đức, nhưng lớn lên tại Tây Ban Nha. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ nhỏ và có album đầu tay khi chỉ mới 8 tuổi tháng 12 năm 2003, Carlos Marin cùng Carlos Marin cùng Bezle, Thụy Sĩ, Sebastian Eisenbar, Pháp và David Miller, Mỹ, thành lập nhóm Two Devil. Theo đuổi dòng nhạc cổ điển giao thoa, trong suốt sự nghiệp, nhóm đã bán được hơn 28 triệu đĩa trên toàn thế giới. Vào năm 2010, Two Devil từng đến Việt Nam trình diễn trong đêm chung kết Hoa hậu thế giới.